Thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng luôn được Thành ủy Đà Nẵng xác định là nhiệm vụ then chốt thường xuyên. Trong đó, thành phố tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Có thể nói, tinh thần đổi mới, quyết liệt trong xây dựng chỉnh đốn đảng của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị. Để công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đi vào thực chất, các cấp ủy đảng tại địa phương luôn đưa nội dung này vào chương trình kiểm tra giám sát hàng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc triển khai, đảm bảo yêu cầu đề ra, qua đó nhân rộng, biểu dương những mô hình, cách làm mới, hiệu quả, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các tập thể cá nhân thực hiện không nghiêm túc, hình thức, qua loa, chiếu lệ. Chúng tôi cũng rất tập trung đó là công tác kiểm tra giám sát. Ngoài cái việc mà kiểm tra chuyên đề thì chúng tôi tập trung cái công tác là kiểm tra và giám sát thường xuyên đối với cán bộ và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đề nghị mỗi cán bộ nhân dân trên địa bàn phường làm giám sát viên giúp cho đảng ủy phường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đặc biệt là các đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ lãnh đạo các cấp, nhất là người đứng đầu và cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã xác định thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Tại hội thảo khoa học quốc gia nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh diễn ra mới đây, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh, mấu chốt của xây dựng Đảng về đạo đức là ở thực hành đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân dựa trên cơ sở kết hợp xây với chống, nghiêm khắc với chính mình, thực hiện tu dưỡng đạo đức cách mạng suốt đời. Phải nhận thức đầy đủ sâu sắc vai trò vị trí quan trọng của công tác xây dựng đảng về đạo đức, về tính cấp thiết phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Đây là hai mặt của xây dựng đạo đức cách mạng. Nó có mối quan hệ biện chứng, gắn bó lẫn nhau. Muốn quét sạch chủ nghĩa cá nhân, phải nâng cao đạo đức cách mạng, và có đạo đức cách mạng sẽ loại bỏ được chủ nghĩa cá nhân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh, một tấm gương sống có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nhấn mạnh, thượng bất chính, hạ tắc loạn, với nội hàm đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu. Trong bối cảnh hiện nay, khi công cuộc làm trong sạch đảng đang diễn ra quyết liệt, việc phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên lại càng cần thiết và có ý nghĩa quyết định, góp phần xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, cũng như tạo niềm tin vững chắc của nhân dân đối với đảng.